chào các em hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải một số câu trắc nghiệm của phần tương tác gen và tác động đa hiệu của gen câu 1 gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng gọi là nhớ ha một gen mà chi phối nhiều tính trạng mình biết rồi đó là tác động đa hiệu hay còn gọi là gen đa hiệu mình nhớ tương tác gen là gì hai hoặc nhiều gen cùng tác động để quy định một tính trạng Còn tác động đa hiệu sẽ ngược lại một gen mà quy định nhiều tính trạng Câu 2 Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi Gen đa hiệu đột biến Câu A ở một tính trạng không đúng ha Nó quy định nhiều tính trạng Cho nên mình sẽ coi câu nào nhiều tính trạng Câu B ở một loạt tính trạng do nó chi phối Đó chính là câu B Câu C một trong số tính trạng mà nó chi phối không đúng ha nó một sinh một loạt cái tính trạng nó chi phối tính trạng nào nó chi phối thì sẽ đều bị ảnh hưởng hết đều biến đổi hết toàn bộ kiểu hình không đúng câu 3. màu da của người di truyền theo quy luật màu da đó là tương tác cộng gợp mình biết rồi càng nhiều a trội thì càng đen à, cứ một thêm một a trội thì nó sẽ tăng cái kiểu hình thêm một chút câu 4 trường hợp mỗi gen cùng loại trội hoặc lặn của các gen không alen đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng Nhá không mỗi alen đều góp phần như nhau đó chính là cộng gộp cô nói ví dụ như trên màu da này cứ một alen trội vào thì tăng cái à, cái đen lên ha, màu da người đậm thêm một chút đó. thì mỗi alen đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng câu 5 loại tác động nào của gen thường chú trọng trong sản xuất nông nghiệp? Trong sản xuất nông nghiệp, tác động đó là tác động, mình học rồi, cộng gợp. À, cộng gợp thường nó sẽ ảnh hưởng đến đó là năng suất nè. Sản lượng nè, ví dụ sản lượng của gia súc gia cầm hoặc là sản lượng trứng thì nó sẽ là tác động cộng gợp. Đó là tương tác cộng gợp của gen đó. Câu 6 cho lai 2 vẹt thuần chủng lông vàng với lông xanh được F1 tổng toàn màu hoa thiên lý là có xanh và vàng hay là gọi là màu hoa thiên lý F2 gồm 96 màu thiên lý 3/16 lông vàng 3/ phần 16 lông xanh 1/16 lông trắng tính trạng quy màu lông di truyền theo quy luật nào ở đây mình chú ý nó chỉ có một tính trạng thôi đó là tính trạng màu lông nhưng ở đây mình có kiểu hình gì 9331 có nghĩa là tổng lại là 16, 16 tổ hợp giao tử mà chỉ có một tính trạng. Thì chắc chắn mình sẽ biết ở đây đó là tương tăng xe. Nhá ha, 16 tổ hợp giao tử mình phân tích ra lượt là 4 x 4, 4 x 4. Thì mỗi gia yeah, mỗi cá thể phải tạo được 4 giao tử. Thì nó phải ít nhất là nó phải có hai cặp dị hợp đó, nó có hai cặp dị hợp thì nó sẽ tạo ra bốn mà hai cặp gen mà chỉ quy định có một tính trạng thôi hả có ví dụ ở đây a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ đó kiểu gen này thầy mới tạo được bốn giao tử 4 nhân cho 4 mới bằng 16 tổ hợp. Mà ở đây có một tính trạng, hai cặp gen mà chỉ quy định một tính trạng, cho nên chắc chắn ở đây là tương tác gen. Đó có một số kiểu cô nói nè 9331 nhưng mà mình thấy có một tính trạng thôi tính trạng màu lông thì chắc chắn là tương tác gen câu 7 trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng nhớ ha cùng tác động đến sự hình thành một tính trạng hai cặp gen mà có một tính trạng thôi đây là hiện tượng tương tác xe chung ha không mình không có biết chắc là bổ trợ bổ sung hay là cộng gộp mà mình biết chắc chắn đây là tương tác xe rồi câu 8 câu 8 ở đậu thơm tính trạng mình ở đây mình nhìn thấy có hai cặp ha phân ly độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung để cho là tương tác bổ sung Khi trong kiểu gen đồng nhất có cả hai len trội AB thì cho màu hoa thẳm. Các kiểu gen còn lại thì cho hoa trắng. Ha, nghĩa là hai trội thì là thẳm. Cho biết giảm phân bình thường, phép lai có kiểu hình. Phép lai nào sẽ thu được kiểu hình? 9 đỏ thẳm và 7 hoa trắng. Mình thấy ở đây mình nhận thấy 97 7. Có nghĩa là 16 tổ hợp. 9 cộng 7 bằng 16 tổ hợp. 16 tổ hợp. Thì ở đây bố mẹ mỗi bố mẹ phải tạo được 4 giao tử. Hai cặp gen nè. Thì 4 x 4, mẹ tạo 4 giao tử, bố tạo 4 giao tử thì mới tạo được 16 tổ hợp giao tử. À, cho nên mình xem cơ thể nào có thể tạo được 4 loại giao tử. Câu A, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ được nè. Dị hợp hai cặp gen thì sẽ tạo được 4 loại giao tử. Này cũng được, cho nên câu A là câu đúng nè. Rồi câu B. Kiểu gen này được 4, nhưng ở đây a nhỏ a nhỏ b lớn b nhỏ nó dị hợp có một cặp cho nên chỉ tạo được hai giao tử cho b loại. Câu C, kiểu gen này 4, kiểu gen này không có cặp dị hợp nào hết là 2 mũ 0 bằng 1 tạo được có một giao tử cho nên không đúng. Câu này đây là được 4. Nhưng ở đây có một cặp dị hợp thôi là a lớn a nhỏ cho nên nó tạo được giao tử là 2 mũ 1 là bằng 2 cho nên loại luôn ha, chỉ cái nào 4 x 4 mới được 16. Ở đây là 9 cộng 7 16. Mình nhớ có một số kiểu gen mà cô nói là chắc chắn là tương tác bổ sung đó 97, 961, 9331 Nhưng ở trong đề chỉ cho có một tính trạng thôi Thì những cái đó đều là tương tác bổ sung hết ha. Câu 9 Khi giao phấn hai thứ đậu thơm Thuần chủng hoa đỏ thẳm với hoa trắng với nhau F1 thu được toàn hoa đỏ thẳm F2 9 phần 16, 7 phần 16 Đó, 97 nè các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường tính trạng trên chịu sự chi phối quy luật nào mình thấy chín bảy mà có một tính trạng thôi đó là màu sắc của hoa cho nên chắc chắn cô mới nói rồi đó là tương tác bổ sung à cậu b tương tác bổ sung câu 10. khi lai hai giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài là đây là có một tính trạng thôi tính trạng hình dạng quả đó một kiểu tính trạng là hình dạng quả quả dẹt với quả dài thu được f 1 quả dẹt f 1 cho f 1 là quả dẹt này lai với bí quả tròn thu được f 2 là 152 114 và 32 nghĩa là quả tròn nè quả dẹt nè quả dài hình dạng quả bí chịu sự chi phối của hiện tượng di truyền nào thì bây giờ mình lập thử tỷ lệ 1, 5, 2, 1, 1, 4 và 38. Mình lập bằng cách nào? Mình thấy trong đây ba con số nào nhỏ nhất là 38. Thì mình sẽ lấy mấy con số này mình chia cho 38. Mình lấy 1, 5, 2, chia 38. À, 1, 5, 2, chia 38. Tương đương với 4. À, cô viết cái tỷ lệ dưới này. 4 nè. 1, 1, 1, 4. Mình chia cho 38 3 và 38 chia 38 là 1, có nghĩa là mình ra tỷ lệ là 4 3 1. Ở đây mình lai like giữa gì? 4 3 1 là mình lai like giữa F1 là quả dẹt, quả dẹt mình lai like với quả tròn. À thầy thu được F2 là như thế này. Thì ở đây mình sẽ biết 4, 3, 1 thì mình sẽ được bằng bao nhiêu Tổ hợp giao tử của mình bao nhiêu 4 cộng 3 cộng 1 là 8 Đúng không? 8 8 thì sẽ bằng gì? 8 là tổ hợp ở đời con 8 là bằng 4 x 2 Đúng không? Mình có thể phân tích ra 4 x 2 Có nghĩa là một giao tử một cơ thể phải tạo 4 giao tử Ví dụ bố tạo 4 và mẹ phải tạo 2 giao tử À, mà mình thấy ở đây bốn giao tử giả sử bố là phải bốn giao tử thì bốn giao tử thì bắt buộc nó phải có hai cặp dị hợp thì mới tạo được bốn loại giao tử đúng không một cặp dị hợp thì chỉ là hai mũ một là có hai thôi thì ở đây bắt buộc phải có một cá thể là hai cặp dị hợp thì mới tạo được bốn loại giao tử mà ở đây chỉ nói đến một loại tính trạng đó là hình dạng quả mà có hai cặp gen à có nghĩa ở đây mình thấy có hai cặp gen mà quy định có một tính trạng là hình dạng thôi cho nên chắc chắn đây chính là tương tác à, và tương tác ở đây chính là tương tác bổ sung à đây là ra được là tương tác bổ sung à đó mình phân tích từ một cái giao tử mà tạo từ một cơ thể mà tạo bốn loại giao tử mà bốn loại giao tử là phải dị hợp hai cặp gen. Dị hợp hai cặp gen nếu theo quy luật Mendel thì phải có hai loại tính trạng. Ví dụ hạt vàng trơn, xanh nhạt, đó là hai loại tính trạng nhưng ở đây chỉ có một tính trạng hình dạng quả thôi. Cho nên chắc chắn là tương tác, đó là tương tác bổ sung. Rồi mình qua câu 11. Ở một giống lúa, chiều cao của ba cây của cây do ba gen cùng quy định À, đọc những cái bài mà chiều cao do quy định nè Và cứ mỗi gen Cứ một gen trội Thì làm cho cây thấp đi Một gen trội Làm cho cây thấp đi 5cm Thì bài này mình chắc chắn nó là Tương tác cộng gợt. à Cây cao nhất có chiều cao 100cm Và người ta hỏi Cây lai từ cây thấp nhất Và cây cao nhất có chiều cao bao nhiêu À Bây giờ mình phải xác định cây cao nhất có kiểu gen gì? Cây thấp nhất có kiểu gen gì? Nhớ ha, cứ có một a trội thì làm cây thấp đi 5 cm. Có nghĩa là càng nhiều a trội càng thấp đúng không? Cho nên cây cao nhất là cây không có a len trội nào hết, bởi vì có một a trội vô thì sẽ bị giảm đi, cho nên cây cao nhất là cây không có ai lên trội gì hết chính là cây có ba cặp gen a lên lặng đó vì cái gen chiều cao do ba cặp quy định đó cho nên cây cao nhất là toàn lặng hết và cây thấp nhất là cây toàn trội à thấp nhất chính là tất cả đều trội đó, bây giờ mình lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất Thì mình sẽ được cây con có chiều cao bao nhiêu à, Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành phép lại ha Đó, Bây giờ đây, Lai giữa thấp nhất với cao nhất Thì mình sẽ có đời con F1 F1 gì? A lớn A nhỏ nè Đầu tiên gặp A trước A lớn A lớn Lai A nhỏ A nhỏ Thì mình sẽ được đó là A lớn A A lớn A nhỏ Rồi tương tự B lớn B lớn Lai với B nhỏ B nhỏ Cái này tạo giao tử B lớn Cái này B nhỏ Thì kết hợp lại chính là B lớn B nhỏ Và D chính là D lớn D nhỏ Đây là cây lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất Và mình xem nó có chiều cao bao nhiêu Nhớ ha Cây cao nhất này có chiều cao là 100 cm. Mà cứ thêm một island trội vào thì lại giảm đi 5. Thì ở đây mình coi nó có bao nhiêu A lên trội? 1 2 3. Vậy chiều cao của nó bằng bao nhiêu? Một A lên trội giảm 5, mà 3 A lên trội chính là giảm đi 15. Mình lấy cây cao nhất 100 mình trừ cho 3 nhân 5. Đúng không? Thì bằng ở đây là 100 trừ 15 chính là 85 cm. Đó, mình sẽ chọn đáp án là 85 cm. Đây là bài tập về tương tác cộng gộp. Bây giờ mình qua câu thứ 12. Phép lai một tính trạng cho đời con phân ly kiểu hình theo tỷ lệ 15-1. 15 1 mình học rồi khi mình thấy 15 1 thì chắc chắn là là tương tác cộng gộp ba 97 một mà chỉ quy định một tính trạng thì đó là tương tác bổ sung. Còn một là tương tác cộng gộp. Câu 13. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Quy định tính trạng màu hoa. Hai cặp gen mà chỉ có mình đọc cái đề mình phải phân tích ha. Chỉ có quy định có một loại tính trạng màu màu hoa thôi cho nên bài đây chắc chắn là tương tác gen. Quy luật phân ly của Mendel là một cặp gen sẽ quy định một tính trạng. Nhưng ở đây hai cặp gen mà quy định có một tính trạng là màu hoa thôi. Kiểu gen A lớn gạch B gạch là hoa đỏ. A lớn gạch B nhỏ B nhỏ hồng. A nhỏ và B lớn thì là với lại A nhỏ A nhỏ B nhỏ màu trắng. Phép lai B cho tỷ lệ kiểu hình F1 là bao nhiêu? Đó. Thì bây giờ mình cứ viết ra bình thường. Đây là tỷ lệ kiểu gen của bố mẹ nè. B. Rồi, cặp A. À, một là mấy em có thể viết ra từng loại giao tử, sau đó mình nhân lại với nhau cũng được. À, hoặc là mình tách theo từng cặp cũng được. Rồi mình nhân lại, cái nào cũng nhân lại. Ha, bây giờ. a nhỏ a nhỏ ha thì cái này mình được đó là a lớn 1 phần hai a lớn a nhỏ và à, rồi cặp b b lớn b nhỏ lại với b lớn b nhỏ thì mình được đó là về lớn b lớn 2 phần tư b lớn b nhỏ cái này mình làm quen rồi ha b nhỏ về nhỏ đó rồi thì mình sẽ nhân lại mình nhân hai cái tích hai cái tỷ lệ này lại với nhau cái trên với cái dưới thì mình sẽ ra được đời còn f 1 Rồi, 1 phần 2 A lớn, A nhỏ nhân cho 1 phần 4 B lớn, B lớn thì mình được là 1 phần 8 A lớn, A nhỏ B lớn, B lớn Đó, Mình nhân lần lượt ha Nhân như nhân đa thức với đa thức Rồi 1 phần 2 này mình nhân cho 2 phần 4 B lớn, B nhỏ này ha Đó, hai cái này nhân với nhau Là ra 2 phần 8 để mình à, viết ra kiểu gen xong mình biết được kiểu hình của nó ha, B lớn, B nhỏ. Rồi tiếp tục, 1 phần 2 này nhân với 1 phần 4, B nhỏ, B nhỏ là được 1 phần 8, A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. rồi, rồi tiếp tục, tới 1 phần 2 bên này, giờ tới giao tử này nhân với ba cái này nữa. 1 phần 2 A nhỏ này là ra được là 1 phần 8, A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B lớn. Tiếp tục. Mùng 2 với 2 phần 4 này là 2 phần 8. A nhỏ, A nhỏ. B lớn, B nhỏ. Và cuối cùng là 1 phần 8, 1 phần 2 này. Nhân với 1 phần 4. A nhỏ, A nhỏ. B nhỏ, B nhỏ. Đó, bây giờ mình xét coi. À, kiểu hình gì? Tỷ lệ này, đây là màu đỏ nhớ ha hai lên trội là màu đỏ thì ở đây mình sẽ có đỏ đó là chung với cái này đều là đỏ nè đó là 3 phần 8 đỏ rồi nếu có a trội thôi kiểu a trội thì cho màu hồng thì ở đây là có a lớn có một cái này thôi chính là 1 phần 8 hồng rồi còn nếu có b trội và không có trội nào hết thì hoa màu trắng thì ở đây toàn bộ cái này b trội và không có đây là màu trắng 1 phần 8 2 phần 8 với 1 phần 8 là 4 phần 8 trắng đây người ta cho mình rồi ha đó thì mình sẽ có là 3 8 3 1 4 3 đỏ 1 hồng 4 trắng 3 đỏ 1 hồng 4 trắng chính là câu D đó là mình ra câu 13 ha mình cứ thực hiện phép like và mình xác định kiểu hình của nó thôi. Rồi câu 14. Cho like hai dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F1 toàn quả dẹt. Dạ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 là 29. tại à, F2 mình có tỷ lệ như thế này. Kiểu xem bố mẹ là gì? Thì mình phải đi rút gọn cái tỷ lệ này lại, lại. Bằng cách mình chia cho cái số nhỏ nhất là chia cho 28. Mình lấy 271, mình chia cho 28. em chia ra ha 1, 7, 9 Tương ứng với 9, 6, 1 à, Mình sẽ uh, sắp xỉ bằng những cái tỷ lệ mà <laughs> tương thích với cái đó à, 9, 6, 1 Lập tỷ lệ ra là được 9, 6, 1 Thì ở đây là có 16 tổ hợp Đúng không? 9, 6, 1 phải là tổng cộng là 16 tổ hợp giao tử ở đời con, tổ hợp ở đời con. Mà 16 chính là 4 x 4. Cách này mình phân tích quen quen thuộc rồi ha. 4 nhân 4 có nghĩa là bố phải tạo được 4 giao tử, mẹ phải tạo được 4 giao tử, cho nên mình phải đi tìm kiểu gen nào mà mỗi cái tạo được 4 hết chính là câu B. Câu B mỗi cái dị hợp hai cặp gen nè. Mới tạo được 4 còn cái này là một giao tử. Cái này cũng có một giao tử thôi, không có dị hợp cặp nào đây hai giao tử cái này hai giao tử đó. Cái này không một giao tử và cái này cũng có một giao tử thôi cho nên án là câu b thì đây là một số câu uh, trắc nghiệm về uh, tương tác gen cũng như là tác động đa hiệu của gen